Xóm đớ xã Bá Xuyên vừa long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà văn hóa xóm. Xóm đớ xã Bá Xuyên hiện có 112 hộ dân với 454 nhân khẩu. Những năm qua, bà con trong xóm luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay xóm còn hai hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Công trình nhà văn hóa xóm đớ xã Bá Xuyên được khởi công xây dựng ngày 20 tháng 9 năm 2020. Sau 2 tháng khẩn trương thi công, đến nay xóm đã khánh thành nhà văn hóa Khang Trang với tổng diện tích sử dụng 130 m2, giá trị xây dựng là 465 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là do nhân dân đóng góp và các nhà hảo tâm ủng hộ. Công trình nhà văn hóa xóm Đớ đưa vào sử dụng đã ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội họp của nhân dân trong xóm, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. cũng nhân dịp này xóm đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2020 với những kết quả nổi bật như 100 trên 112 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 87 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 18 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục, xóm đạt xóm văn hóa năm 2020 và 6 năm liên tục.